Mới đây thì hình ảnh những chiếc củi sắt với nhiều dụng cụ bạo dâm như là trong phim 50 sắc thái của nhà nghỉ này đã khiến cho lực lượng chức năng của địa phương này vào cuộc và chủ nhà nghỉ này ngày hôm qua đã cho biết đã hoàn thành cơ bản việc tháo gỡ toàn bộ những đồ trang trí và vật dụng được cho là không hợp thuần phong mỹ tục theo yêu cầu của thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ. Chủ nhà nghỉ năm nay 28 tuổi cho biết khi xây dựng nhà nghỉ đã tham khảo và muốn tạo ra nhiều phong cách khác nhau, phục vụ cho một vài đối tượng khách hàng trẻ, chứ không mang mục đích phản cảm. Tuy nhiên, ngành chức năng theo yêu cầu tháo dỡ thì anh này đã phải chấp hành. Trước đó, nhà nghỉ Honey House quảng cáo phòng nghỉ dành cho các cặp tình nhân. Có 15 phòng với 15 trải nghiệm khác nhau. Mỗi phòng được trang trí theo phong cách khác nhau từ phòng VIP, thiên nhiên, cho tới set và bạo dâm. Tại hai phòng phía v Room, tức là phòng 50 sắc thái và phòng BDSM Room, tức là phòng bạo dâm khổ dâm, quan cảnh được bài trí như trong phim 50 sắc thái. Cụ thể, giường nệm sử dụng những gam màu nóng đặt trong cửa sắt bao quanh bên ngoài là vách ngang như song sắt nhà tù thời Trung Cổ, kèm theo vô số vật dụng bạo dâm được treo trên tường của phòng nghỉ. Giá của phòng nghỉ ở mức là từ 300.000 đến 600.000 đồng một đêm, hoặc 320.000 đến 700.000 đồng một ngày. Được biết chủ nhà nghỉ này từng có thời gian học tập và làm việc tại Nhật nên mong muốn đưa mô hình kinh doanh này về Việt Nam và từ ngày khai trương nơi đây rất đông khách, hầu hết các phòng đều được thuê kín.